Ngày hôm nay là ngày thứ hai ở Stuttgart các bạn, thì Di đang đứng ở khuôn viên của nhà máy Sindelfingen của Mercedes-Benz. Thì mỗi lần mà đến tham quan nhà máy ở Stuttgart các bạn thì hầu như là Di đều đến cái nhà máy này, và có thể nói nhà máy Sindelfingen là nhà máy chính của Mercedes-Benz ở Đức luôn bạn, và có thể nói là nhà máy lớn nhất luôn. Thì các bạn thấy là những cái chiếc xe S-Class trước đây Di có quay cho các bạn xem á, thì thông thường trên kính chắn gió mà khi mà những cái chiếc xe đó được nhập về á thì các bạn sẽ thấy là có dán những cái tem và để xuất xưởng các bạn, thì trong đó có ghi là nhà máy Sindelfingen ha, là nhà máy này đó. Và đây là cái khuôn viên nè, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Mọi người thì đang ở bên trong chụp hình cũng như là lưu niệm các bạn ha. Phía trước này thì các bạn sẽ thấy ở đây có một chiếc xe S-Class ở đây. Bên kia là chiếc xe EQS nè. Đó, chiếc bên kia là chiếc xe G-Class ha. Đó, khuôn viên của họ thì được thiết kế các bạn nhìn nó rất là hiện đại và rất là đẹp ha. Các bạn thấy nè. Một lát nữa đi vào bên trong thì sẽ quay cho các bạn xem. Bên trong thì có rất là nhiều những cái chiếc xe mới, những cái xe rất là lạ luôn, và Di cũng chưa có từng xem nữa, bởi vì những cái xe này hầu như là những cái mẫu xe concept, là những cái mẫu xe mà ý tưởng của họ về công nghệ ha, rất là đặc biệt luôn. Artlist.io. Bây giờ thì Di và các anh chị trong đoàn chuẩn bị đi vào nhà máy sản xuất xe của Mercedes-Benz. Cho nên là bây giờ là Di không có vào đó, không có quay được các bạn nha. Thông cảm nha. Các bạn thấy là các anh chị đang mặc đồ bảo hộ đó, bởi vì là Di cũng như là cả đoàn đi vào nhà máy sản xuất và lắp ráp xe. Cho nên là vào trong đó thì Di sẽ không có quay được cho các bạn xem ha. Đó, bởi vì là rất là nhiều thứ liên quan các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ lên xe bus đây. Khi bước vào cái showroom trưng bày của nhà máy các bạn, thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe GLE các bạn nha. Thì bên trong các bạn sẽ thấy là chiếc xe này thì không phải là cái chiếc xe để bán nha, mà chiếc xe này để là trình diễn công nghệ, cũng như là các bạn sẽ thấy nè, cái túi khí khi mà nó bung nó sẽ như thế này nè các bạn. Đó, còn đây là cái túi khí ở phía sau. Bây giờ Di sẽ đi qua bên đây cho các bạn xem. Cái túi khí cho cái hàng ghế phía sau các bạn là như thế này. Hiện tại cái mẫu xe mà đang có cái túi khí cho hàng ghế sau đó là chiếc xe S-Class hoặc là chiếc xe Maybach. Cái túi khí này là cái phát minh coi như là đầu tiên của Mercedes-Benz, cũng như là hiện tại bây giờ các bạn trên thế giới tất cả hãng xe đều chỉ có Mercedes-Benz mới có cái túi khí cho hàng ghế ngồi sau thôi. Đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz EQC. EQC nè, các bạn thấy không? Đó, thì cái chiếc xe này thì cũng để cho các bạn xem ở bên trong cái chiếc xe nó có gì thôi. Tại vì bình thường chúng ta, khi mà xe chúng ta lắp nội thất hoàn chỉnh các bạn, tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ không biết được bên trong nó có gì ha. Công nghệ nó là cái gì. Phía sau nè các bạn. Đó, ở dưới đây là một cái hệ thống pin lắp ở dưới nè. Còn các bạn thấy một cái sợi dây cáp màu cam á, đó là những cái sợi dây cao áp. Những sợi dây cao áp của chiếc xe. Đó. Ngày hôm nay thì Di mới có dịp review cho các bạn xem những cái chi tiết bên trong mà từ xưa tới giờ các bạn không hề biết ha. Đây. Chiếc xe EQC này thì một thời gian sau thì chắc chắn sẽ được bán ở Việt Nam các bạn. Đó, dòng xe điện ha, mẫu xe điện của chiếc xe GLC á, là chiếc xe EQC nè. Đây là cái phần, bởi vì đây là cái chiếc xe điện các bạn, cho nên các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó không có cái động cơ ha, những là những cái hộp điều khiển điện tử này nọ thôi. Các bạn thấy không? Khung sườn của nó sẽ là như thế này, nhìn nó rất là hay các bạn ha. Bây giờ Di sẽ đi qua tiếp cái khu vực bên này. Ở đây có một cái chiếc xe rất là đẹp đó các bạn. Thì với chiếc xe này thì Di đã từng xem ở trên YouTube rồi ha. Thì ngày hôm nay Di mới có dịp là xem thực tế ở bên ngoài. Đây là một chiếc xe Maybach ha. Cái bộ mâm xe nè các bạn, nhìn giống như là cái tu bin của cái động cơ máy bay ha.
nhìn rất là đẹp. Đó, đây là nội thất của xe nè các bạn. Các bạn xem coi cái nội thất của chiếc xe nào mà đẹp hơn cái chiếc xe này các bạn, thì các bạn comment cho Duy biết ha. Bởi vì là Duy nghĩ là với cái nội thất xe này các bạn thì không còn cái chiếc xe nào mà có thể nói là đẹp hơn nó và hiện đại hơn nó hết. À, rất là đẹp luôn. Ở bên trong xe nó có bộ tách trà để uống trà nè các bạn. Các bạn biết là cái chiếc xe này là sản xuất, Duy nghĩ là sản xuất cho cái thị trường Trung Quốc các bạn. Cho nên là người Trung Quốc các bạn thì thông thường thích uống trà ha, thích uống trà nóng. Cho nên là bên trong sẽ có một cái bình trà tách trà nè. Nó không phải là ly champagne giống như là những cái chiếc xe Maybach thông thường ha. Bộ tách trà uống trà, uống trà nóng ha. Ở bên trong này thì không biết là có cái bộ bếp để nấu nước nóng hay không các bạn. Quá là đẹp, quá là xuất sắc luôn, quá là công nghệ. Bên kia là EQE ha, EQE chắc chắn sau này sẽ được bán ở thị trường Việt Nam thôi. Còn bên kia là EQS, Duy cũng đã, các bạn cũng đã biết rồi ha. Gần đây thì Mercedes-Benz đã giới thiệu EQS tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe i300 này các bạn được Mercedes-Benz trưng bày những cái phụ kiện để mà dành cho những cái buổi picnic cắm trại nè các bạn. Đó, có bán cả cái bộ để gắn xe đạp nè, một cái cốp hành lý ở bên trên nè ha. Nhưng mà Duy nghĩ là với những cái chi tiết này thì ở thị trường Việt Nam của mình thì sẽ không được lắp đâu ha. Sau khi mà tham quan cái nhà máy lắp ráp xe các bạn thì mọi người có một ít thời gian để mà mua sắm những cái quà lưu niệm ở bên trong gian hàng của Mercedes-Benz. Những cái quà lưu niệm ở đây thì nó sẽ rẻ hơn ở Việt Nam các bạn, bởi vì khi những cái phụ tùng này, những cái phụ kiện này mà đem về Việt Nam các bạn thì tính thuế thêm ha, cho nên là giá nó sẽ cao hơn. Rất là nhiều những cái phụ kiện đẹp nè. Ở đây có một cái ba lô bằng da nè, rất là đẹp ha. Cái ba lô này có giá là 375 euro. 375 euro. Các anh, các chị đang mua sắm. Khu vực này thì bán những cái ví nè các bạn. Cái ví này có 100 euro các bạn, nó cũng không mắc lắm ha. Rất là tốt, giá rất là tốt luôn. Cái bình giữ nhiệt nè, găng tay ốp cho iPhone nè. iPhone này có giá là 24 euro. 24 euro là khoảng nhiêu ta? Khoảng 500.000, 600.000 ha. Rất là rẻ. Khu vực này thì trưng bày những cái chiếc xe mô hình nè. Duy nghĩ là các bạn sẽ rất là thích những cái chiếc xe mô hình như thế này ha. Một chiếc xe có khoảng là 107 euro. 107 euro thì 107 euro thì nó cũng khoảng tầm 2,5 triệu các bạn. 2,5 triệu ha. Đây các bạn, quá trời xe luôn nè. €115, €120, khoảng hơn 100 euro các bạn. Là các bạn có một chiếc xe mô hình 118 nè, rất là đẹp nè. Không có mắc lắm đâu. Ở Việt Nam thì chiếc xe này nó có khoảng giá từ 4 triệu, hơn 4 triệu các bạn. 4 triệu, 5 triệu một chiếc ha. Ở đây giá rất là tốt. Nhưng mà Duy không có xách được nhiều ha, cho nên là Duy không có mua. Những xe này rất là đẹp nè. Không có nhiều thời gian, bây giờ Duy phải lên trên xe bus để mà đi tiếp nè các bạn. Bởi vì là không có nhiều thời gian để mà mua sắm cũng như là quay cho các bạn xem ha. Bây giờ thì Duy sẽ đi lên trên xe bus để mà tiếp tục di chuyển đến nhà máy AMG ha. Nhà máy AMG thì cách đây cũng không xa các bạn. Bây giờ cả đoàn của Duy thì mọi người đang đi qua là Motor World nè các bạn. Ở đây thì có rất là nhiều những siêu xe ha, những chiếc xe rất là sang. Các bạn thấy không? Quá trời Bentley. Bentley. Toàn là Bentley không à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là những cái chiếc Bentley đã qua sử dụng các bạn nha. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem nè. Chiếc này là chiếc Continental GTC V8S ha. Chiếc này đi được là 36.300 cây số nè. Khu vực này là khu vực những cái chiếc xe Bentley đã qua sử dụng. Còn khu vực bên trong này đó các bạn. Những cái chiếc xe cổ ha, những cái chiếc siêu xe. Thật ra thì với cái clip mà đi tham quan cái Motor World này các bạn, thì trước đó bên xe hay cũng đã quay review rồi ha. Lần trước thì Di chỉ xem được trên video clip thôi. Bây giờ mới có dịp là đến đây cũng như là thực tế ha, trải nghiệm. Toàn là siêu phẩm với là siêu phẩm không các bạn. Ferrari nè, Ferrari cổ nè. Wow. Ở bên trên. Maserati. Quá đẹp. Ở đây toàn là những cái chiếc xe gọi là đẳng cấp nhất không các bạn. Lamborghini, Urus nè, Bentley, Lamborghini, Ferrari cổ nè các bạn. Quá tuyệt vời. Các bạn thấy là nhà máy AMG họ sẽ treo cái cờ của Việt Nam mình đây các bạn, bởi vì là ngày hôm nay đoàn của Di các bạn có hẹn ha, thì họ welcome bằng cách là họ treo cái cờ của người Việt Nam mình ha. Sau khi ăn trưa xong thì cả đoàn của Di đã có mặt tại nhà máy AMG các bạn. Bây giờ Di sẽ đi vào bên trong nha. Chiếc này mới mốt mình bán ở Việt Nam rồi đúng không? Đây là chiếc C43 AMG. Chiếc xe này thì dự kiến năm sau Mercedes-Benz sẽ lắp ráp tại Việt Nam luôn. Và có thể nói là chiếc xe AMG mà đầu tiên luôn các bạn được lắp ráp tại Việt Nam là chiếc xe C43 AMG này ha. Ở đây là cái chiếc xe A này A45 quá. A45S. Ở Việt Nam mình đã có một cái A45S về Việt Nam các bạn. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Wow, bên đây có một chiếc xe đua rất là đẹp nè. Chiếc xe này là một cái chiếc xe đua chuyên nghiệp luôn các bạn. Thì AMG các bạn ở đây thì họ bán những cái chiếc xe thương mại. Ngoài ra thì họ cũng có nhận độ cho những cái người khách mà có nhu cầu các bạn. Thì họ sẽ độ luôn cái xe và họ cuối tuần có thể là họ sẽ mang vào đường đua để họ chơi ha. Đó, và đây là cái chiếc xe đua này, chuyên nghiệp nè các bạn.
Ở bên trong nội thất thì các bạn sẽ thấy là hầu như là nó không có gì hết, chỉ có mỗi cái ghế thôi và có những cái khung sắt để gia cố. Đây là những cái xe đua chuyên nghiệp mà. Wow, còn đây là chiếc SL43 AMG. Quá đẹp luôn. Xe này là chiếc xe mui trần. SL là một cái chiếc xe thể thao hạng sang của Mercedes-Benz các bạn. Xe này thì dự kiến vào năm sau sẽ có mặt tại Việt Nam nha. Chiếc xe SL63 AMG. Bên trong showroom của AMG thì ở đây các bạn thấy có 4 chiếc xe thôi. Và bên đây là một chiếc xe nữa, là tổng cộng có 5 chiếc xe đó các bạn. Thì khu vực mà trưng bày này các bạn, nó chỉ nhỏ thôi, nó cũng không có quá lớn. Đây là cái chiếc xe EQE SUV. Đây là những cái chiếc xe mà điện mới nhất của Mercedes-Benz các bạn. Đó, thì những cái mẫu xe điện này thì tương lai chắc chắn cũng sẽ về Việt Nam thôi. Bởi vì là Mercedes-Benz Việt Nam đã bắt đầu triển khai xe điện bằng cách là đã vừa ra mắt cái chiếc xe EQS cách đây không lâu các bạn. EQE SUV nè. Một cái chiếc xe rất là to ha. Thì cái chiếc xe này các bạn nhìn thấy là nó có thể là cùng kích thước với lại cái chiếc xe GLE á. Nhưng mà đây là cái chiếc xe điện hoàn toàn ha. Bên trong của chiếc xe nội thất nè các bạn. Nội thất thì các bạn thấy là sử dụng cái màn hình Hyper ha. Màn hình Hyper Screen cho nên là nó màn hình nó to, nó full nè, từ bên trái qua bên phải luôn. Thì cái màn hình này các bạn đã thấy ở trên chiếc xe EQS 580 rồi ha. Đây là nội thất của cái chiếc xe EQE. EQE mà là bản AMG luôn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy là ghế AMG nè, ghế thể thao nè. Ta lái cũng là ta lái thể thao bọc carbon ha. Rất là đẹp ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở phía sau nha. Đây là EQE gì? Đây là chiếc EQE 53 AMG. Đây là một cái chiếc xe hiệu suất cao các bạn. Bộ mâm xe nhìn nó rất là độc đáo ha. Bộ mâm xe thì các bạn thấy là nhìn rất là giống xe điện nhưng mà cũng rất là giống xe đua. Quá đẹp luôn. Di nghĩ là với cái chiếc xe EQE 53 AMG này thì về Việt Nam Di bảo đảm luôn bạn, các anh chị khách hàng rất là mê ha. Đó, thì xu hướng bây giờ các bạn là các bạn biết rồi ha, xe SUV lúc nào cũng được khách hàng coi như là chuộng nhất. Chiếc này là bản coupe luôn các bạn, bản coupe luôn. Ok, bây giờ Di sẽ đi qua bên đây nha. Các bạn đấy thấy ở đây có một cái bộ bàn ghế nè, nhìn rất là cơ khí ha. Đây là cái chiếc C43 AMG. Thì cái chiếc xe C43 AMG thì theo Di được biết các bạn, những cái thông tin nội bộ ha, thì có thể sang năm sau Mercedes-Benz có thể là lắp ráp cái xe này tại Việt Nam luôn. Đó, nhưng mà đó là cái thông tin mà Di cũng có thể là chưa phải chính xác lắm đâu. Đó, các bạn có thể là xem cái mẫu C43 AMG này thì rất là giống C300 AMG thôi các bạn, nhưng mà cái bản này thì hiệu suất nó sẽ cao hơn. Chắc chắn hiệu suất nó sẽ cao hơn ha. Đó, đây là cái thiết kế của AMG thì các bạn thấy lúc nào cũng là truyền thống nè. Với những cái thiết kế này thì cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Bộ mâm của C43 AMG nè các bạn. Nhìn chắc chơi ha, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, cái bản này là nó để là cái chữ Turbo nè, Electric nè. Thì Di không biết bạn, Di không rõ là cái chiếc xe này nó sử dụng động cơ như thế nào ha. Đây là nội thất nè. Thì cái nội thất của chiếc C43 AMG thì các bạn sẽ thấy nó là cá tính hơn so với cái C300 một xíu, là bằng cách là hai cái ghế phía trước bạn là hai ghế dạng xe đua, nó sẽ chủng xuống và nó ôm vào người nè, các bạn thấy không? Dây beo thì là màu đỏ ha, ghế cũng là hai màu, màu đỏ và đen, cũng như là có viền chỉ màu đỏ ha. Ở đây là cái chi tiết bọc carbon nè. Thì thông thường là những cái chiếc xe đua của bạn, những chiếc xe thể thao hiệu suất cao thì họ đều có một cái thiết kế chung như vậy ha. Nhìn vô là biết xe thể thao liền. Đây là cái khu vực hàng ghế phía sau. Nội thất của AMG rất là đẹp các bạn. Nhìn rất là chơi ha. Xe này thì được option thêm cái night bracket nè. Khu vực này được nẹp
rôm đen. Thì về phần thiết kế tổng thể các bạn, về phần thiết kế tổng thể của chiếc xe C43 AMG này thì nó cũng như y chang C300 các bạn, nó không khác gì nhiều đâu. Nó chỉ làm những cái chi tiết nhỏ nhìn nó góc cạnh và cá tính hơn thôi. Bô xe cũng là 4 bô đối xứng hai bên nè. C43 AMG. Ok. Và đây là một chiếc siêu phẩm luôn các bạn. SL63 AMG. Thì cái chiếc xe này nó cũng ra đời cách đây không lâu các bạn. Chiếc này thì Duy nghĩ là mới ra mắt, Duy được biết xem trên YouTube thì cách đây nó khoảng tầm 2-3 tháng trước thôi ha. Và cái chiếc xe SL63 AMG này các bạn, đây là một cái chiếc xe thể thao hạng sang của Mercedes-Benz bạn. Thì cái xe thể thao hạng sang là nó sẽ như thế nào các bạn? Thì thông thường các bạn thấy là những cái xe thể thao á, thường nó sẽ rất là ồn ào, rất là sốc, rất là cứng, ngồi rất là thấp và rất là khó lái ha. Nhưng mà cái chiếc xe SL63 AMC này các bạn thì nó khác, nó được thiết kế coi như là dành cho những cái khách hàng mà thích cái sự thể thao nhưng mà nó phải sang trọng và nhẹ nhàng ha. Nó dễ lái hơn rất là nhiều. Và nó êm ái và mượt mà. Và chiếc xe SL63 AMG các bạn thì Duy thấy ở đây là nó có 4 chỗ ngồi ha. Thì trước đây các bạn thì chiếc SL cũng có thời về thị trường Việt Nam rồi, nhưng mà thời điểm đó thì nó về là cái phiên bản đó nó chỉ có là 2 chỗ ngồi thôi. Thì Duy nghĩ là với 4 chỗ ngồi, với cái thiết kế mới như thế này thì cái chiếc SL43 này các bạn, nó rất là phù hợp với lại người Việt Nam mình ha. Thì có thể là các bạn thấy là chiếc SL63 AMG này các bạn, thì những chị các bạn hoặc là những anh mà gia đình mình có con nhỏ thì có thể là hai đứa nhỏ nó có thể ngồi ở hàng ghế phía sau này ha. Thì đây là cái thiết kế mà chung gần đây của Mercedes-Benz, là các bạn sẽ thấy là cái màn hình nó là một cái màn hình dạng iPad ha, máy tính bảng, và nó gọi là màn hình thác đổ ha. Cũng không có khác gì nhiều, quá đẹp luôn các bạn. Một chiếc xe nhỏ xíu này thế này thôi bạn, nhưng mà công suất nó hơn 500 mã lực thì các bạn biết ha, cảm giác lái nó mang lại nó như thế nào rồi. Chiếc xe SL63 AMG này thì bạn được trang bị cái bộ mâm xe là nhìn nó rất là thể thao ha, được sơn mờ ha, và lớp xe của nó là 305/30 ZR21. Để gì xem bánh trước coi nó có khác không. Bánh trước đó là 275/35 ZR21 luôn, có nghĩa là mâm trước và mâm sau nó đều bằng kích thước nhau. Và các bạn sẽ thấy cái bộ phanh của cái chiếc xe SL63 này nó rất là khác so với hầu như tất cả những cái chiếc xe mà Duy đã quay cho các bạn xem. Đó, cái bộ mà cùm phanh đó các bạn thấy là nó to khủng khiếp luôn. To gọi là khủng khiếp luôn các bạn. Thì các bạn thấy ở đây có chữ carbon ceramic nè, và cái đĩa phanh đó các bạn thấy nè, nó bị nứt răng rạn nè. Thì đây là cái phanh rớm sứ carbon ha. Rớm sứ carbon thì các bạn biết rồi, nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn rất là nhiều so với lại cái bộ phanh thông thường, cũng như là cái chất liệu của nó các bạn, nó rất là nhẹ ha, nó rất là nhẹ. Và nó chịu nhiệt độ rất là cao luôn. Và thông thường những cái chiếc xe thể thao mà rất là đặc biệt các bạn thì mới trang bị cái bộ phanh carbon ceramic này ha. Ở đây có LV8 nè, Biturbo, Formatic Clutch nè. Hệ thống mà Formatic Clutch này Duy cũng đã cho các bạn xem rồi, nó có trên cái chiếc xe GLE43 AMG á. Cũng không có khác gì nhiều ha. Cái mui xe của chiếc xe SL63 này các bạn là mui xe cứng ha. Mui cứng. Nhưng mà ở trên các bạn thì các bạn thấy là nó bằng chất liệu bằng vải. Chất liệu bằng vải. Quá là đẹp luôn. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem là cái phần đầu xe của chiếc xe SL nè. Đây là thiết kế mới các bạn, cho nên các bạn thấy nè ha, cái đèn xe nó nhìn nó rất là cá tính ha. Nó được vuốt nhọn ra phía sau bạn. Dạ. Phía sau của cái chiếc xe C43 AMG này các bạn, đây là cái chiếc xe A45S ha. Chiếc xe này thì ở Việt Nam mình đã có một chiếc xe rồi. Đó, và với cái kiểu dáng là hatchback của cái chiếc A45 AMG các bạn, thì nhìn rất là chất chơi luôn. Thực ra thì đối với những cái chiếc xe thể thao bạn dạng nhỏ như thế này thì cái kiểu dáng hatchback nó nhìn nó rất là cuốn hút luôn ha.
Và cái chiếc xe A45 AMG này các bạn, với cái màu xám bằng titan mờ nữa, cho nên là nhìn ở bên ngoài nó rất là đặc biệt ha. Những cái chi tiết, những cái nẹp được mà viền chỉ màu đỏ nè, được viền sơn màu đỏ nè các bạn ha. Và cái bộ phanh của cái chiếc xe A45S này các bạn, thì nó là bộ phanh carbon thông thường thôi, nó sẽ khác với lại bộ phanh của cái chiếc xe SL bên kia. Vẫn là hệ thống là turbo 4-matic clutch nè. Đây. Nội thất nó đẹp lắm các bạn. Những cái chiếc xe thể thao của AMG thực thụ các bạn, thì các bạn thấy là nội thất của nó rất là cuốn hút luôn. Cái chiếc xe này nó sẽ khác với cái chiếc xe C43 phía trên, là nó được viền cái chỉ màu cam ha. Ghế da thì vẫn là cái ghế da dừa da và dừa da Dynamica ha. Ta lái cũng là giống nhau thôi. Đẹp quá. A45S này theo các bạn ở Việt Nam thì giá khoảng tầm bao nhiêu thì hợp lý các bạn? Quá đẹp luôn. Duy nghĩ là với cái chiếc xe như thế này các bạn, giá nó tương đương với cái chiếc xe E300 AMG hoặc là nhỉnh hơn chút xíu nữa vẫn hợp lý ha. Rất là tuyệt vời. Bên này thì trưng bày cái chiếc xe đua. Thì AMG ở đây các bạn thì thông thường là chỉ sản xuất ra những cái chiếc xe, các bạn biết là hầu như là chỉ sản xuất những chiếc xe thương mại cho Mercedes-Benz để bán ha. Nhưng mà AMG ở đây các bạn, nhà máy họ còn có thể là gọi là nhận độ riêng cho những khách hàng đó các bạn. Thì ở nước ngoài các bạn thì các bạn biết là cuối tuần ha, thì những người có tiền họ thường mang xe đến mà được đua để lái và trải nghiệm ha. Cho nên là AMG ở đây họ vẫn nhận độ thêm xe, độ riêng cho khách hàng. Đây là một chiếc xe đua thực thụ nè. Các bạn sẽ thấy là bên trong xe nó không có gì hết. Nó không có radio, nó không có gì hết. Nó chỉ có một cái ghế ngồi thôi. Và cái ghế ngồi này, ghế ngồi đặc trưng của những chiếc xe đua rồi. Các bạn thấy nè. Cái ghế ngồi nó sẽ ôm vào người luôn. Người chúng ta sẽ không thể nào nhúc nhích được luôn á. Và bên trong xe thì các bạn thấy nó có hàng những cái khung sắt để gia cố nè. Chống lật xe các bạn. Chiếc xe này thì đây là cái chiếc xe E-Class thế hệ cũ rồi các bạn. Hay là chiếc xe C-Class để Di coi lại nha. Bởi vì những xe này rất lạ với Di. Đây là chiếc CC. 2002. Chiếc C Coupe 2002. Quá là đẹp luôn ha. Ngoài ra thì ngoài những cái chiếc xe được trưng bày các bạn, thì showroom của AMG vẫn bán những cái phụ kiện nè. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem những cái phụ kiện cho vui ha. Những cái chiếc xe tỷ lệ 1:18 nè các bạn, có giá là 109 euro. Những chiếc xe nhỏ này các bạn thì có giá là 34 euro ha. Cũng không có mắc lắm. Những cái áo cho mình, những cái áo cho em bé nè các bạn. Rất là dễ thương ha. Rất là nhiều thứ luôn à. Ở đây thì có trưng bày những cái móc khóa. Những móc khóa của chúng ta thì nó rơi vào tầm khoảng 50 euro một cái. Cái này là 60 euro. Ví da thì có giá là 136 euro, thì nó khoảng tầm bao nhiêu ta? 3 triệu mấy ha. 99 euro, cái này rẻ nè. Cái này khoảng 2 triệu mấy thôi. Bằng da thật rất là đẹp ha. Ở đây thì bán những cái áo khoác ha. Để Di xem cái áo này có giá khoảng bao nhiêu nha. Di nghĩ cái áo này có giá nó khoảng tầm 100 euro quá. Không thấy để giá. Khu vực này thì bán những cái chiếc xe cho mấy đứa nhỏ nè các bạn. Thì Di cũng có từng mua ở đây một cái chiếc xe rồi ha. Và chiếc xe này chơi rất là bền các bạn. Chơi coi như là Di mua năm 2007 tới bây giờ, thì nhóc Di ở nhà vẫn còn chơi cái xe này ha. Rất là bền luôn, và hầu như là chúng ta người lớn luôn mà ngồi lên cũng không vấn đề luôn. Rất là tốt. Chiếc xe này thì Di nhớ nó khoảng tầm khoảng 190 euro, thì nó khoảng 5 triệu. Giá rất là tốt luôn ha. Chiếc này thì bữa Di thấy ở Việt Nam mình bán các bạn, nó mắc hơn rất là nhiều ha. Bởi vì là về Việt Nam mình thì còn tiền ship rồi tiền thuế này nọ, rất là nhiều thứ. Ở đây có một cái túi đựng máy tính nè của AMG nè, 200 euro. Rất là nhiều những cái phụ kiện.
ở đây có bán một cái chiếc xe đẩy cho em bé các bạn, AMG luôn bạn, nhìn đúng chất chơi luôn bạn. À, ở đây nó có một cái logo nè, à, Limited Edition luôn các bạn nha, 1/299 cái, à, 1/299 cái. Wow, cái chiếc xe đẩy mà nó cũng là đặc biệt như vậy các bạn, có nghĩa là những cái đứa bé các bạn nào mà rất là may mắn luôn ha, mới được coi như là sử dụng cái chiếc xe AMG từ lúc mới chào đời ha. Quá là đẹp luôn. Chiếc xe này Duy nghĩ không có rẻ đâu các bạn. Không thấy để giá nhưng mà Duy nghĩ là nó sẽ rất là đắt đó. Bởi vì nhìn cái thiết kế của nó nè, những cái bánh xe của nó nhìn rất là cứng cáp, nhìn cái chất liệu của nó rất là đặc biệt các bạn. Rất là tuyệt vời. Chiếc xe này thì rẻ hơn. Chiếc xe này có giá là 95 euro thôi, khoảng 2 triệu mấy. À, đẹp quá trời đẹp luôn ha. Ở đây thì có trưng bày một cái động cơ các bạn, được tháo rời ra ha. Đây là động cơ V8 nè, 4.0 lít. Thì với cái động cơ này thì Duy nghĩ đây là động cơ giống như chiếc xe G63 AMG hoặc là chiếc xe AMG GT các bạn, GTR các bạn. À, các bạn thấy nè, những cái chi tiết được tháo rời ra ha, trưng bày nhìn rất là ấn tượng nha. À, ok, bây giờ Duy sẽ đi ra cái khu vực, cái cloud ở trên lầu các bạn. Thì cái đoàn của Duy khoảng 50 người cho nên là rất là đông, không thể nào mà đi tham quan một lúc mà hết 50 người được các bạn, cho nên là chia ra làm hai ha. Thì cái nhóm của Duy các bạn thì sẽ đợi một chút xíu nữa. Bây giờ Duy sẽ đi lên trên cái cloud trên lầu để mà lên trên đó ngồi chơi, nghỉ ngơi cũng như là đợi cái đoàn, cái nhóm mà đầu tiên các bạn. Ok, khu vực này vẫn trưng bày những cái phụ kiện ha. Ok, bây giờ Duy sẽ đi vào trong cloud. Đây là cái không gian mà cái cloud của chúng ta để mà khách hàng có thể tới đây ha, uống nước, uống cà phê ha. Ở đây. Ngoài ra cái phòng này cũng có trưng bày những cái phụ kiện rất là đẹp các bạn. À, ở đây thì có trưng bày những cái chiếc xe mô hình nè. À, trên này thì đây là cái chiếc xe, một cái chiếc xe này là cái chiếc xe mà vô địch cái giải đua cái thời điểm đó các bạn, Duy không nhớ chính xác ha. Nó gọi là con heo đỏ ha, là chiếc xe này. À, khu vực này gọi là mọi người có thể là chờ đợi nè, đánh bóng bàn ha, ngồi cà phê ăn uống ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một mô hình là cái chiếc xe Pagani. À, tại sao nhà máy AMG mà trưng bày cả chiếc xe của Pagani các bạn? À, bởi vì là Pagani họ sử dụng cái động cơ V12 của AMG ha. Cho nên là ở đây sẽ có một chiếc Pagani trưng bày. À, chiếc xe này mà anh Minh Nhựa gặp là anh Minh Nhựa rất là thích các bạn. Ở đây thì trưng bày những cái chiếc xe của AMG nữa nè. À, rất là đẹp ha. Wow, ở đây có một cái chiếc xe AMG GTR các bạn, rất là đẹp nè. Wow, rất là to luôn. Sướng ha. Wow. Hầu như là các bạn thấy là cái showroom của Mercedes-Benz hay là của AMG các bạn thì đều có một concept giống nhau ha. Các bạn sẽ thấy là màu trắng và màu đen thôi ha. Được sơn màu trắng và màu đen thôi, tông màu chủ đạo, nhìn rất là sang. Bác Thông cho tôi một chai nước đi. Nước này nước gì vậy? 7 giờ. À, nước táo ha. 7 giờ.